Thân này là nghiệp thân, tranh sắc sinh thân mang dục thân. Ta nên gieo bồ thí, gieo phong sanh hoa nghiệp thân tâm. Khẩu nghiệp là nói dối, nói gián ly uốn lưỡi hai chiều. Ta nên gieo lời hay, tranh nói sai hoa nghiệp khẩu kia. Y khởi một niềm sân, khởi ý tham chấp ngã si mê. Ta nên gieo hy xả, khởi từ bi trí tuệ trong tâm. Buông cho thân khẩu ý, luôn sáng trong như sen mặt hồ. Cho từ bi hy xả vững bồ đề tâm. Từ bấy lâu nay con đã sống trong thân mơ mê. Dần dối đôi khi con thường buông những lời khẩu nghiệp. Bởi tài lòng chấp ngã nên ý kia khởi những tạp niệm. Buông cho nhẹ thân tâm, hóa giải cho thân khẩu ý kia. Từ mấy lâu nay con mê mãi chưa kịp ngộ ra. Thành khấn ơn trên con xa mỗi lỗi lầm đã qua. Con quỳ lại Tam Bảo xin chứng minh ơn trên chư Phật. Buông mà lòng con vương thì thân khẩu ý chẳng bao giờ buông. Thân này là nghiệp thân, tranh sắc sinh thân mang dục thân. Ta nên gieo bồ thí, gieo phong sanh hoa nghiệp thân tâm. Khẩu nghiệp là nói dối, nói gián ly uốn lưỡi hai chiều. Ta nên gieo lời hay, tranh nói sai hoa nghiệp khẩu kia. Y khởi một niềm sân, khởi ý tham chấp ngã si mê. Ta nên gieo hy xả, khởi từ bi trí tuệ trong tâm. Buông cho thân khẩu ý, luôn sáng trong như sen mặt hồ. Cho từ bi hy xả vững bồ đề tâm. Từ bấy lâu nay, con đã sống trong thân mơ mê. Dần dối đôi khi, con thường buông những lời khẩu nghiệp. Bởi tài lòng chấp ngã nên ý kia khởi những tạp niệm. Buông cho nhẹ thân tâm, hóa giải cho thân khẩu ý kia. Từ mấy lâu nay con mê mãi chưa kịp ngộ ra. Thành khấn ơn trên con xa mỗi lỗi lầm đã qua. Con quỳ lại Tam Bảo xin chứng minh ơn trên chư Phật. Buông mà lòng con vương thì thân khẩu ý chẳng bao giờ buông. Buông mà lòng con vương thì thân khẩu ý chẳng bao giờ buông. Con quỳ lại Tam Bảo xin chứng minh ơn trên chư Phật. Buông mà lòng con vương thì thân khẩu ý giờ buông. Thân này là nghiệp thân, tranh sắc sinh thân mang dục thân. Ta nên gieo bồ thí, gieo phong sanh hoa nghiệp thân tâm. Khẩu nghiệp là nói dối, nói gián ly uốn lưỡi hai chiều. Ta nên gieo lời hay, tranh nói sai hoa nghiệp khẩu kia. Y khởi một niềm sân, khởi ý tham chấp ngã si mê. Ta nên gieo hy xả, khởi từ bi trí tuệ trong tâm.
buông cho thân khẩu ý luôn sáng trong như sen mặt hồ, cho từ bi hy xa vững bồ đề tâm. Từ bấy lâu nay con đã sống trong thân mơ mê, dần dối đôi khi con thường buông những lời khẩu nghiệp. Bởi tài lòng chấp ngã nên ý kia khởi những tạp niệm, buông cho nhẹ thân tâm hóa giải cho thân khẩu ý kia. Từ mấy lâu nay con mê mãi chưa kịp ngộ ra, thành khấn ơn trên con xa mỗi lỗi lầm đã qua. Con quỳ lại Tam Bảo xin chứng minh ơn trên chư Phật, buông mà lòng con vương thì thân khối trắng bao giờ buông.